Các học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 9 sách cánh diều chương 1 bài 1 tiết 3. Rồi ở đây các em có thể tham gia nhóm Zalo toán lớp 9 để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh học toán online bằng cách là các em mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Em nào mất gốc hình thì có thể liên hệ với thầy qua số Zalo ở trên màn hình nha. Rồi trong video hôm nay kéo sang phần 2 la mã phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phần hoạt động 2 cho phương trình x cộng 2 phần x bằng x trừ 3 phần x trừ 2. Ta gọi phương trình này là phương trình 1. Tìm điều kiện của x để cả hai mẫu thức có trong phương trình 1 là khác không. Rồi các em biết là để phân thức tồn tại thì mẫu thức phải khác không? Để phân thức x cộng 2 phần x tồn tại thì mẫu thức x phải khác không? Tương tự, để phân thức x trừ 3 phần x trừ 2 tồn tại thì mẫu thức x trừ 2 phải khác không? Vậy điều kiện của x để cả hai mẫu thức có trong phương trình 1 khác không là x khác không và x trừ 2 khác không? X khác 0 và x trừ 2 khác 0 hay x khác 0 và x trừ 2 khác 0, kem chuyển âm 2 sang vế bên phải, chuyển vế đổi dấu âm 2 chuyển sang vế bên phải, kem đổi dấu thành dương 2. Vậy ta có x khác 2, x khác 0 và x khác 2. Phương trình 1 được gọi là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Mẫu thức nó có biến thì cái phương trình này ta gọi là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Điều kiện x khác 0 và x khác 2 chúng ta vừa tìm được ở trên được gọi là điều kiện xác định của phương trình 1. Phương trình 1 này nó chỉ được xác định khi x khác 0 và x khác 2. Nếu x bằng 0 hoặc là x bằng 2 thì phương trình 1 này nó không xác định. Trong phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác không được gọi là điều kiện xác định của phương trình. Ví dụ, người ta yêu cầu các em tìm điều kiện của x để cái phương trình 1 này xác định thì các em phải tìm x sao cho hai cái mẫu thức này nó khác không. Tức là các em tìm x sao cho x khác 0 và x trừ 2 khác 0. Và ta tìm được điều kiện là x khác 0 và x khác 2. Ví dụ 4. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau. Câu E. Các em tìm điều kiện xác định của phương trình 2x cộng 1 phần x trừ 2 bằng 5. Tìm điều kiện xác định của phương trình này. Phương trình này nó xác định khi mẫu thức này nó khác không. Tức là x trừ 2 khác không. Điều kiện xác định của phương trình 2x cộng 1 phần x trừ 2 bằng 5. Đó chính là cái mẫu thức này nó phải khác không. X trừ 2 khác không. Âm 2 chuyển sang vế bên phải. Chuyển vế đổi dấu âm 2 chuyển sang vế bên phải, kem đổi dấu thành dương 2. Như vậy ta có x khác 2. Được chưa? Phương trình này nó chỉ xác định khi x khác 2. Còn x bằng 2 thì nó không xác định. Các em hiểu như vậy. Câu B. Điều kiện xác định của phương trình 2 phần 5x trừ 3 bằng 1 cộng với 1 phần x cộng 2 là phương trình này nó chỉ xác định khi hai cái mẫu thức này nó khác không. Tức là 5x trừ 3 khác không và x cộng 2 khác không. Được chưa? 5x trừ 3 khác không thì các em chuyển âm 3 sang vế bên phải, các em đổi dấu thành dương 3.
âm 3 chuyển sang vế bên phải, kem đổi dấu thành dương 3, 5x khác 3. Để tìm xem x khác mấy thì các em phải chia cả hai vế cho 5. Vế bên trái chia cho 5 thì ta còn lại là x. Vế bên phải chia cho 5 thì ta được là 3 phần 5. X khác 3 phần 5. Được chưa? Và để tìm xem x khác mấy thì các em phải chuyển 2. Chuyển dương 2 này sang vế bên phải. Các em đổi dấu thành trừ 2. Vậy ta có x khác trừ 2. X khác 3 phần 5 và x khác trừ 2. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 3. Tìm điều kiện xác định của phương trình sau. À, muốn phương trình này xác định thì hai cái mẫu thức này nó phải khác không? X trừ 7 khác không và 1 trừ x khác không? Điều kiện xác định của phương trình x trừ 8 phần x trừ 7 bằng 8 cộng 1 phần 1 trừ x là mẫu thức khác không? Được chưa? X trừ 7 khác không? Và 1 trừ x khác không? X trừ 7 khác không? Các em chuyển âm 7 sang vế bên phải, ta đổi dấu thành dương 7. Như vậy là x khác 7. Trừ x các em chuyển sang vế bên phải, ta đổi dấu thành dương x. Như vậy là 1 khác x hay là x khác 1? X khác 7 và x khác 1. Được chưa? Rồi, như vậy là các em đã biết cách tìm điều kiện xác định của một phương trình chứa ẩn ở mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu như thế nào. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động 3, cho phương trình 2. Hãy giải phương trình 2 theo các bước sau. Bước thứ nhất là các em tìm điều kiện để cho cái phương trình 2 này xác định. Muốn giải được phương trình 2 thì trước hết là phương trình 2 nó phải xác định đó. Được chưa? Mà muốn phương trình 2 xác định thì hai cái mẫu thức này nó phải khác không? 2x khác không và x trừ 3 khác không? Được chưa? Sau khi tìm điều kiện để phương trình 2 xác định rồi thì các em tìm mẫu thức chung. Các em tìm mẫu thức chung. Ở đây mẫu thức chung là 2x nhân x trừ 3. Được chưa? 2x nhân x trừ 3. Tìm mẫu thức chung rồi quy đồng mẫu thức các phân thức ở hai vế của phương trình 2. Sau đó là các em khử mẫu. Khử mẫu có nghĩa là sau khi quy đồng xong thì các em bỏ cái mẫu chung đi. Và bước tiếp theo là các em giải phương trình vừa tìm được. Bước cuối cùng là khi tìm được x rồi thì các em phải so sánh x đó với điều kiện xác định của phương trình xem nó có thỏa mãn hay không. Thỏa mãn thì chúng ta lấy, mà không thỏa mãn thì chúng ta loại. Ví dụ điều kiện xác định của phương trình 2 là 2x khác 0, x trừ 3 khác 0. Ta suy ra là x khác 0 và x khác 3. Nếu các em giải được x bằng 3 thì các em phải loại. Được chưa? Các em giải được x bằng 3 thì các em phải loại, bởi vì nó không thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. Rồi cụ thể, trước hết là các em phải tìm điều kiện xác định của phương trình 2. Phương trình 2 này nó xác định khi x khác mấy? Điều kiện xác định, các em chỉ cần viết ngắn gọn thôi. Điều kiện xác định, các em giải ra bên ngoài được kết quả thì các em viết vào đây. X khác mấy thì các em viết vào đây. Để cái phương trình này nó xác định thì mẫu thức phải khác không? Tức là 2x phải khác không này. Và x trừ 3 phải khác không? 2x khác không. Để tìm xem x khác mấy thì các em phải chia cả hai vế cho 2. Vế trái chia cho 2 còn x. Vế phải là 0 chia 2 bằng 0. Vậy ta suy ra x khác không? X trừ 3 khác không. Các em chuyển âm 3 sang vế bên phải.
ta đổi dấu thành dương 3. X trừ 3 khác 0 thì ta suy ra là x khác 3. Vậy các em chỉ cần viết vào đây là x khác 0 và x khác 3. Sau khi tìm được điều kiện để cái phương trình 2 này nó xác định rồi, thì các em sẽ tiến hành giải phương trình này. Giải phương trình này thì đầu tiên là các em phải quy đồng mẫu thức. Các em tìm mẫu thức chung và quy đồng mẫu thức. Mẫu thức chung ở đây chúng ta sẽ lấy hai mẫu thức này nhân với nhau, ta được mẫu thức chung. Được chưa? 2x và x trừ 3 nó không có nhân tử chung nào. Khi hai mẫu thức mà không có nhân tử chung thì mẫu thức chung chính là tích của hai mẫu thức 2x nhân x trừ 3. Bây giờ các em quy đồng như sau. Các em quy đồng cái phân thức này trước. Lấy 2x nhân x trừ 3 chia cho 2x thì nó sẽ mất cái 2x này đi, còn lại là x trừ 3. Vậy các em nhân cả tử và mẫu của cái phân thức này với x trừ 3. Tử nhân x trừ 3, mẫu nhân x trừ 3 bằng số 1 này thì các em có thể viết dưới dạng phân thức là có tử bằng mẫu. Tử bằng mẫu, cụ thể ở đây mẫu chúng ta lấy mẫu chung. Tử này bằng mẫu và các em lấy mẫu này là mẫu chung. Được chưa? Tiếp theo là các em quy đồng cái phân thức này. Lấy mẫu thức chung chia cho x trừ 3. Nó sẽ mất x trừ 3 đi, còn lại là 2x. Vậy các em nhân cả tử và mẫu của cái phân thức này với 2x. Ta trừ đi này. Tử nhân 2x. Mẫu này x trừ 3 nhân 2x. Các em viết thành 2x nhân x trừ 3. Được chưa? Rồi. Khi cả hai vế của phương trình đã có mẫu thức chung rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái mẫu chung này đi. Các em bỏ cái mẫu chung này đi. 2x cộng 1 nhân x trừ 3, các em nhân phá ngoặc ra. 2x nhân x bằng bao nhiêu? Bằng 2x bình phương. Cách nhân như thế nào thì thầy giáo sẽ không nhắc lại nữa nha. Tiếp tục 2x nhân với âm 3 bằng âm 6x cộng với 1 nhân x bằng x cộng với 1 nhân âm 3 bằng âm 3. Rồi, các em bỏ mẫu đi. 2x nhân x bằng 2x bình phương. 2x nhân âm 3 bằng âm 6x. Trừ đi 2 nhân 2x bằng 4x, vậy trừ đi 4x. Rồi. 2x bình phương trừ 6x cộng x bằng trừ 5x. Trừ đi 3. 2x bình phương âm 6x trừ đi 4x bằng âm 10x. Bây giờ các em bớt cả hai vế đi 2x bình phương thì nó sẽ mất 2x bình phương ở cả hai vế. Vế trái còn lại là âm 5x. Chuyển âm 10x từ vế phải sang vế trái. Chuyển vế đổi dấu, các em đổi thành cộng 10x. Âm 3, các em chuyển từ vế trái sang vế phải, đổi thành cộng 3. Âm 5x cộng với 10x thì bằng 5x. 5x bằng 3. Muốn tìm x thì các em phải chia cả hai vế của phương trình cho 5. 5x chia 5 bằng x. 3 chia 5 bằng 3/5. Và x bằng 3/5. Đến đây thì các em so sánh xem là x bằng 3/5 nó có thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình hay không. À, điều kiện xác định của phương trình là chỉ cần x khác 0 và x khác 3 thôi. Ở đây x bằng 3/5 nó khác 0 và khác 3 rồi,
như vậy là thỏa mãn. Khi kiểm tra xong và thấy thỏa mãn, chúng ta kết luận phương trình 2 có nghiệm là x bằng 3 phần 5. Không tin, các em thay x bằng 3 phần 5 vào cả hai vế của cái phương trình này. Xem là cả hai vế của phương trình này nó có bằng nhau hay không. Như vậy là để giải phương trình chưa ẩn ở mẫu, ta có thể làm như sau. Bước 1, tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước 2, quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình. Khi hai vế của phương trình đã có chung mẫu thức rồi thì chúng ta bỏ cái mẫu thức ra đi, tức là khử mẫu. Bước 3, giải phương trình vừa tìm được. Bước 4, khi tìm được x rồi thì chúng ta so sánh với điều kiện xác định của phương trình xem nó có thỏa mãn hay không. Nếu thỏa mãn rồi thì chúng ta kết luận là đó chính là nghiệm của phương trình đã cho. Rồi, như vậy là video hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.